Quân ơi, mở cửa cho mẹ nào. Mẹ đi về rồi Quân ơi, mẹ đi làm về rồi này. Con chào mẹ ạ. Con đang làm gì đấy? Con đang xem điện thoại. Thế à, lại xem điện thoại à? Lại suốt ngày xem điện thoại à? Con có biết xem điện thoại nhiều không tốt không? Vừa hại mắt này, lại vừa không biết được gì đến xung quanh cả. Thế bây giờ con có thích có quà không nào? Mẹ có quà cho con đây này. Con có thích không nào? Con có biết ở đây là cái gì không? À, bộ đồ chơi bác sĩ à? Con thích không? Mẹ vừa đi làm về hơi mệt, thì cũng khám cho mẹ một chút nhá. Mẹ mệt quá, bây giờ cún thử khám cho mẹ xem nào. Con sợ chán cho mẹ con nóng không? Mẹ mệt quá. Có làm sao không nhỉ? Có thấy tim đập thình thình không? Bao nhiêu độ? Ui, thế có bị nóng không? Bây giờ nóng thì là làm gì nhỉ? Thuốc. Thuốc à? Cảm ơn Tuấn. Chơi cái này có bổ ích không? Thế con có thích không? Thế bây giờ mình chơi. Từ giờ mình chơi đồ chơi này. Mình không xem điện thoại nữa nhá. Thế bây giờ mẹ đi cất điện thoại nhá. Mẹ sẽ ra chơi với con.